Hello Khập, welcome to Bangkok. Đã gần như là 2 năm rồi mình mới quay trở lại Thái Lan. Và thật sự lần này mình trở lại với một cảm xúc rất là bồi hồi luôn. Bây giờ mọi người đi Thái rất là dễ dàng rồi, chỉ cần có Thái Pass thôi, không có gì khó nữa. Mới bước cổng exit thôi đã thấy Lisa rồi. Sim thì mình hay dùng của Chumu, tại cái mạng này là ok và ổn nhất. Mình đáp ở sân bay Suvarnabhumi nên mình sẽ đi tàu BTS cho tới trung tâm để về khách sạn. Và nếu như các bạn bay buổi trưa hoặc là buổi sáng mà các bạn cảm thấy đói thì các bạn có thể ghé ngay một cái quán ăn Thái street food này, nằm ngay kế bên 7-Eleven, cũng rất là tiện lợi luôn. Giá cả thì rất là dễ chịu, ngoài ra thì mở cửa vào lúc 7 giờ sáng và đóng cửa vào lúc 7 giờ tối, mọi người lưu ý nha. Đồ ăn sau khi xong thì mọi người sẽ tự phục vụ mang ra bàn. Thì tới đây là phải ăn cái gỏi liền luôn, tại vì mình rất thích ăn gỏi. Ngoài ra uống ngay một ly trà sữa Thái để được tỉnh táo suốt cả ngày dài. Sau đó mình sẽ mua vé tại trạm BTS. Một là các bạn có thể mua tại máy, hai là mọi người có thể nhờ những nhân viên mà mua giúp. Đi BTS thế này thì tiết kiệm được chi phí rất nhiều, ngoài ra cũng không bị kẹt xe nữa. Thì từ sân bay để vào trong trung tâm bằng BTS thì mất khoảng từ 30 tới 45 phút. Nói chung là cái đường lái đi cũng rất là đơn giản, mọi người nhìn vào bản đồ là mọi người đi được liền. Tính ra 5 người từ sân bay vào trung tâm mà chỉ có mất 150 cành là quá rẻ luôn đó. Bây giờ mình sẽ đi một khoảng về tới khách sạn và mình sẽ review khách sạn cho mọi người xem nha. Hẹn mọi người phần sau nha, bye bye. Hôm nay mình sẽ review một cái khách sạn giá tốt dành cho những bạn nào muốn đến Thái Lan nha, mà gần Ratunam. Vị trí thì nằm đầu đường số 17, rất dễ đi Ratunam cũng như đi Lan Tin Nhung các kiểu. Nhân viên ở đây thì dễ thương, phòng ốc thì sạch sẽ đẹp đẽ, không gian thì yên tĩnh không bị ồn ào. Ngoài ra có cân đi kèm thì chúng ta cân vali. Một đêm đây là mình book là hết 700 cành nha, được hai người với lại giường king size. Ổ điện thì chắc chắn, ngoài ra cũng cần phải thay chui khi gắm. Mình cũng test thử wifi ở đây cũng rất ngon và mạnh. Đi kèm mình sẽ được hai chai nước, hai gói mì cũng như hai gói cà phê, có phích điện cũng như là khăn giấy. Mở tủ ra sẽ có đèn bên trong cũng như một cái sắt mini. Móc áo thì rất là nhiều loại tha hồ mà các bạn sử dụng. Đi chơi nhưng đối với mình toilet rất là quan trọng luôn nha. Có đầy đủ dầu tắm, dầu gội, bông tắm, xà bông. Đi kèm hai cặp khăn tắm cũng như là khăn mặt. Vòi tắm đứng cũng như là hoa sen rất là chắc chắn. Ngoài ra có luôn chế độ nóng nước và lạnh. Vòi xịt khá là mạnh nha, 10 điểm nha. Nhưng mà của phòng bạn mình thì yếu nha, cái này chê. Và đây là điểm thích nhất của mình luôn, ánh sáng gương trong phòng trời ơi, rất là ảo diệu luôn, tha hồ mà selfie. Hai cặp giúp đi trong nhà mà mình thường lấy cái này mình đi ra ngoài đó. Điều khiển máy lạnh tốt nha, mà cái loại này rất là lạnh luôn, 24 độ mà lạnh ơi là lạnh. Ngoài ra còn có đèn pin cầm tay chế độ sạc. Khách sạn cũng có máy sấy luôn nha, nhưng mà rất yếu nên mình đã mang theo cái máy sấy 400 cành siêu mạnh này để xài. Được cái tủ lạnh nhỏ nhỏ xinh xinh để đồ uống cũng được nè. Và đây có hai cái điều khiển, một cái tivi là một cái cáp, cáp rất là mạnh, tivi cũng rất là nhiều kênh. Phòng cũng có rất nhiều công tắc bở đèn để chúng ta lựa chọn ánh sáng tùy thích theo ý mình. Vậy là xong rồi đó. Cảm ơn mọi người đã xem clip này và hẹn mọi người clip sau nha. Bye bye. 71 ở Thái thì ta nói là đồ ăn đồ uống vô vàng luôn, nó như gấp 100 lần so với 71 ở Việt Nam. Nên hôm nay mình sẽ review một số món mình hay ăn khi qua Thái nha. Đầu tiên mình sẽ có xúc xích hun khói. Cái này chỉ cần làm nóng là mình lấy ra mình ăn liền luôn. Xúc xích giòn giòn sực sực cay cay. Bên trong đi kèm bịch tương ớt nhưng mà bé quá. Tiếp theo là cơm thịt xào cùng với lại ớt la. Cái món này thịt xào cũng hơi cay một chút xíu, vị làm vừa phải, ăn cùng với lại cơm trắng với ớt la thì vô cùng là bắt miệng luôn. Và tiếp theo đây sẽ là gói khô mực. Chỉ với 39 bạc thì chúng ta sẽ có ngay 3 miếng như thế này. Mực dai ngon nhưng mà cái sốt đi kèm ăn rất là dở nha, mọi người nên ăn với tương ớt sẽ ngon hơn. Tiếp theo sẽ là bánh xì nách hương phô mai. Mỗi lần mình qua đây mình phải ăn 3-4 bịch như thế này, chỗ nó mặn mặn ngọt ngọt giòn giòn. Bánh này cũng rất là nhiều vị nhưng mà mình thích ăn phô mai nhất. Và đây là một chiếc bánh ngọt cho bữa sáng. Bánh mở ra thơm phức mùi sữa, ngoài ra rất là mềm và mịn. Thế vậy thôi, ăn một hồi mà đã no lắm rồi. Còn đây mới thực sự là cái bánh sandwich chân ái của mình luôn. Hai loại nhân chà bông thanh cô cùng với cái sốt đi kèm cực kỳ ăn bắt miệng. Rồi tới cái bánh bông lan, màu sắc này không nở nào mà ăn được. Mùi bánh thơm xốp mềm, vị ngọt thanh và lớp kem béo ngậy. Còn đây là chè dừa hạt củ năng hột luộc với mít tươi. Mở cái siêu ra tao đã thơm bức mùi dừa rồi. Củ năng giòn sực ăn cùng với nước dừa vô cùng béo. Và đây một loại bánh ống phủ sô cô la của hãng Hershey's. Bánh phủ lầy sô cô la nên có vị đậm rất là ngọt. Mình đã ăn rồi thì không thể nào thiếu uống được. Đây là chai trà sữa làm theo vị Đài Loan. Nó có vị ngọt thanh nhẹ phù hợp để uống giải khát. Mà khi bạn đã ăn no quá mà không tiêu nổi thì chúng ta không thể nào bỏ qua được chai soda Fanta này. Uống một hồi là hết đầy bụng liền vậy nha. Cảm ơn mọi người xem này, hẹn clip sau nha. Bye bye. No quá. Hôm bữa là các bạn coi clip của nửa ngày hôm sau thì hôm nay là clip của nửa ngày hôm trước nhé. Sau khi đáp máy bay thì bắt đầu mình sẽ dẫn các bạn mình đi tới Icon Xà Giảm. Chỗ này cũng rất là dễ đi, mọi người cứ bắt BTS tới trạm Xà Giảm, sau đó chuyển sang Lai Xanh Ngọc đi tới Savan Taksin là tới. Từ trạm mình đi tới trung tâm thương mại bằng thuyền thì vừa đi vừa được ngắm cảnh nơi rất là đẹp luôn. Nhìn thôi thấy hoành tráng sang trọng rồi đúng không? Mới bước vào thôi thì các bạn đã thấy được sự xa hoa tráng lệ. Ở đây họ sẽ phân ra những cái khu từ tầm trung cho tới cao cấp. Dưới quầy bán hàng ăn thì trang trí rất là đẹp luôn, nhưng mà ở trên tầng cao cũng có nữa nha mọi người. Khu trung tâm này chia thành 8 tầng là thành ra mọi người đi cả ngày mới hết được cái khu ở đây. Thật sự lúc này đi thì mình cũng hơi gấp gáp, với lại là mình cũng quay nhanh thôi mọi người, mình không có thời gian để mình quay nhiều thì mọi người coi xem được một số tầng thôi ha. Phải nói đi, đợt này nó như dạy dặt ra thành ra mọi thứ nó đều không được cái chi tiết cho lắm. À, ở đây họ cũng mới mở quán cà phê Arabica Coffee, thì hồi trước mình có đi một lần ở bên Singapore. Nhìn cái style thôi là biết đúng gu của mình rồi luôn, sang trọng mà trắng tươi. Mà khúc này mới đi được có 2
2 tuần thôi thì các bạn của mình kêu là đi về, tại vì không có thời gian á, gấp gáp á, và cũng đã chiều tối rồi. Phải nói là đi qua Thái thì chắc chắn là đi bộ rất là nhiều luôn, nên mấy má đã rên rỉ đòi đi túc túc về xem chùa quê cho bằng được. Về đúng lúc thì đang có cuộc thi xe mô tô trang trí rất là hoành tráng luôn, nhìn đẳng cấp thật sự. Khúc này là vẫn chưa về khách sạn nghỉ đâu nha mọi người, tiếp tục bắt xe túc túc chạy thẳng ra tới chợ đêm chót phe luôn để đi chơi cũng như là mua sắm. Mới bước vào thôi là thêm những cái quán búp đã đầu trước rồi. Ở đây cũng có rất là nhiều gian hàng để mọi người mua sắm, ngoài ra những cái gian đồ ăn rất là đẹp nữa, trang trí rất là bắt mắt dễ thương. Rồi tới đây ăn cái sườn núi rồi đó là coi như là kết thúc cái chuyến hành trình ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người xem này, bye bye. Bây giờ đêm rồi, coi mấy cái clip đồ ăn này đi cho dễ ngủ nha mọi người. Lần này qua Thái mình phải ghé cái chợ đêm Chót Phe để ăn cái món núi sườn ớt cực kỳ trendy này. Thật ra là cái món này nó cũng quá lâu rồi, nhưng mà do cái chỗ này nó làm cái sườn núi lên thành ra nó hot. Có 3 gian mà gian nào cũng full hết luôn, mà phải đợi 15 phút mới thôi được tới bàn mình. Mình gọi phần này là 290 bạc thôi, tại vì mình nhớ nhiều quá mà sợ ăn không hết á. Nhìn cái tô này thôi là biết không cay rồi. Thành phần chính không có gì là ngoài xương heo với lại ớt xanh thôi. Mà cái này ít ớt lắm, tao nói tắm trong biển ớt luôn. Khúc này cũng ngựa quay slow motion mà tao nói cái ánh đèn nó đánh còn hơn sấm chớp nữa. Căng tay ni lông người ta đưa ở đây mỏng te à, chê nha. Giờ mình bóc ăn thử nè, trời ơi, cái vị đầu tiên mình cảm nhận đó chính là chua lè, chua ơi là chua. Cái vị chua nó chưa xong nó tới vị cay, vừa chua vừa cay. Tính ra cái sườn xương này bự thôi chứ thịt không có bao nhiêu hết á. Mình phải xin thêm đường để pha lại chứ không ăn nó chua quá. Khúc này muốn miếng nước lên là thôi biết tối này là ải chỉa rồi đó. Nói chung mình thấy xung quanh đa phần họ tới chủ yếu là chụp hình cái dĩa sườn to 600 bạc là chính thôi. Mọi người có đi Thái nên cũng ghé thử cho biết. Ở đây thì thường sườn thì có ok, còn lại mấy cái món khác thì dở lắm mọi người, mà vừa đắt nữa, so với mặt bằng chung ở Thái là mắc nha. Mọi người có tin là mình đi Thái vỏn vẹn chưa tới một ngày không, nhưng đó là sự thật đó. Dịp này chủ yếu là mình đi trả lễ cũng như là xin lộc mới. Và đây là không gian buổi sáng gần chợ Ratunam. Đồ ăn ở đây họ bán đủ loại hết và nhìn rất khác, không có giống gì so với Việt Nam mình. Giá thành thì rất là rẻ luôn, nhưng mà có những món mình sẽ ăn được và có những món mình ăn được nhưng mà sẽ bị đau bụng. Có thể là do một phần chế biến cũng như là cái gia vị họ tẩm ướp trên những cái món ăn như thế này. Khúc này là 7 giờ sáng thì trong lúc chờ đợi bạn bè mình dậy thì bắt đầu mình đi nhong nhong ngoài đường để coi có gì hay ho hay không. Thì mình thấy có lon Coca phiên bản giới hạn nên mình muốn uống thử xem qua vị nó như thế nào. Wow, công nhận là dễ. Sau khi đám bạn của mình dậy xong thì bắt đầu mình ghé lên tầng 6 của tòa lan tin nhum để mình ăn sáng. Ở đây thì khỏi cái bàn nữa, rất là sạch sẽ, ngoài ra có rất là nhiều đồ ăn để mình lựa chọn luôn. Chi phí bình dân phù hợp với tất cả mọi người. Không gian thì rộng rãi thoáng đãng tha hồ mà các bạn ngồi luôn. Chỗ này phải tự phục vụ, sau khi họ nấu xong thì mình phải tự ra mình bưng nha. Nước chấm này ngăn nắp, ngoài ra muỗng đũa được vệ sinh rất là sạch sẽ luôn. Thấy nhiều vậy thôi nhưng lát nữa các bạn đi chơi đi bộ xong đồng hồ là các bạn sẽ đói lại luôn à. Ăn xong mình ghé xuống tầng 5 mình vào quầy Moshi để mình xem mấy cái đồ linh tinh vớ va vớ vẩn này nè. Trong đây họ có rất là nhiều từ dụng còn tập, đồ dùng vệ sinh cá nhân cho tới quà tặng đầy đủ hết. Được cái bên này chịu khó mua bản quyền của các hoạt hình nhân vật, thành ra là có rất là nhiều món cute dễ thương. Mình thì cũng đã khá lớn tuổi nên thành ra mình sẽ lựa chọn một cái túi rất là men dành cho chuyến đi lần sau. Rồi sau khi dạo một vòng thì bắt đầu mình sẽ đi ngang qua Central World và mình sẽ ghé tượng Phật bốn mặt trước. Thì ngay từ ban đầu clip mình đã nói đến đây thì mình đi trả lễ cũng như là xin lộc mới, và đây cũng là một nơi rất là nhiều người thăm viếng luôn. Và khi đến đây thì mọi người có thể xin lộc cũng như là trả lễ tùy ý. Khúc này anh nói tôi mê tín dị đoan hay là tâm linh như thế nào cũng được, nhưng tôi biết rằng cứ mỗi lần viếng về là mọi công việc cũng như làm ăn đều rất là thuận lợi và phát đạt hơn trước. Và điểm cuối cùng mình dừng chân hôm nay đó chính là Bixi. Đa phần là đồ ăn đóng gói của Thái cũng như là một số sản phẩm dành cho nội trợ thì ở đây sẽ có một giá xỉ rất là ok. Trong này thì có người mua về kinh doanh, có người mua về làm quà tặng, cũng có người mua về để sử dụng thôi. Mà công nhận cách đây 2 năm mỗi lần mà khi vào Bixi phải nói là chỗ nó đông như ký như ra, mà mỗi lần mà xếp hàng tính tiền muốn quất mệt luôn. Còn bây giờ vắng lắm mọi người ơi, mình không phải xếp hàng chờ đợi nữa, rất là thích luôn. Rồi vậy nha, xong rồi đó, cảm ơn mọi người xíu, hẹn mọi người tiếp sau, bye bye.